Xin chào toàn thể cô chú anh em đã trở lại kênh youtube của xe đầm 8 và em là trọng xe đẹp đây Hôm nay lên sóng cho cô chú anh chị em một cái mẫu xe tải 1 tới 25 đủ Sơn zin máy zin các bác nhé Trước mặt toàn thể cô chú em là cái mẫu xe tải Kia K125 mới về Đã 2015 Một mẫu xe trang bị đầy đủ điều hòa Cũng như là sàn thì vẫn đang là sàn sóng nguyên bản nhé Sàn hiện tại vẫn đang là sàn sóng nguyên bản Và chúng ta sẽ cùng đến với thông tin chi tiết hơn Mẫu xe này thì hồ sẽ cầm tay rồi Ra tên nhanh hơn rất nhiều nhé gia tăng nhanh rất nhiều. Với tải trọng là 1 tấn 25 đủ, thùng dài lọt lòng 3m25. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng vào tổng thành chi tiết review kỹ càng hơn về cái mẫu xe này. Trước tiên về tổng thành xe. Nói về phần sơn nhá, đây bị ngược lắng này. hơi <laughs> bị ngược lắng nên mình hơi tối một tí. Chiều nay em sẽ để khoảng tầm 3 4 giờ chiều nay khi nắng nó đẹp hơn em sẽ chụp anh với ánh sáng tốt hơn cho mẫu xe này nhé Tổng thành xe trước tiên kiểm tra qua này. Toàn bộ phần mắt kính này. Đây là toàn bộ những phần mắt kính nguyên bản. Đây toàn bộ phần mắt kính nguyên bản đây Để em chuyển cái góc nhìn khác nha Đây nhá Đây là tổng bộ phần mắt kính nguyên bản này Đấy Chỗ này thì đá văng vào Nên là nó bị nứt hơn một nứt tí này Nhưng mà cam kết cho các bạn là không muốn âm va Toàn bộ mắt kính đời 2015 của Nguyên Nói về phần mắt kính trước nhá Đây tổng thành bốn mắt kính này bốn mắt kính đời 2015 của Nguyên bản này 15 của Nguyên này Đấy à, Giờ ra thì chúng ta cùng xem qua toàn bộ phần keo chỉ đây Đây là những đường keo chỉ đôi nhá đây những đường keo chuyển đôi của nguyên này đấy những đường keo chuyển đôi này đó chạy hết tới phần này xuống đây xuống đây những phần đây ở những phần đinh bấm này cũng như những phần ốc này có cái phần ốc này thì nó vẫn còn nguyên cái chấm sơn bảo hành nhé đây nguyên chấm sơn bảo hành và nó vẫn giữ được cái màu của ốc nhá màu rất đẹp luôn đấy màu đẹp đây màu nguyên bản của nó luôn nhá vàng ương luôn đấy máu giữ nguyên được đó toàn bộ phần uh bản lề này nguyên bản đấy cam kết cho bạn không đâm va đấy những con ốc này nguyên bản không có dấu hiệu của việc mở cái bản lề ra cánh cửa ra làm gì cả đó tiếp tới chúng ta sẽ cùng đến với cả phần uh, cột thì giật uh, phần răng ra cũng như em chia sẻ rất là nhiều lần rồi phần răng là cái phần có thể chúng ta thể nhận biết được xem nó đâm va hay không dễ nhất nhé đây toàn bộ phần uh, nút bấm này đấy toàn bộ phần nút bấm chảy dài nhá và không mất phần nút bấm nào cả không mất một phần phần đi bấm phần đi bấm gì cả nhá đấy đi bấm nguyên này những phần mép cột ở vị trí này mép cột nguyên bản này mép cột nguyên bản này và đây mép cột nguyên bản đây đó ok nói qua về phần đâm va thì cam kết cho bác cái mẫu xe này là cam kết không đâm va gì cả nhá không lụm qua chạm tiếp tới chúng ta sẽ cùng đến với cả phần nội thất nhá nội thất thì rất là cơ bản thôi với ghế bọc da ghế bọc da này đấy trần hiện tại vẫn đang là trần đỉnh nguyên bản để nguyên bản sạch nhé và không có mốc ẩm gì cả, trông nguyên bản sạch sẽ đẹp, ghế thì ghế da cũng đẹp luôn, ghế da một cái mẫu xe tương đối là đẹp, rất là đẹp luôn, với nội thất đây, còn một phần vô lăng này, vô lăng sạch sẽ không bám bụi này, không bị bạc màu này, đấy, toàn bộ phần cửa số đây, củ số đây, cái phần hộp để đồ thì nó bị gãy cái nãy thì em thay ra tháo ra để em thay cái nãy khác, sẽ thay cái hộp khác vào đấy cho bác nha trang bị đầy đủ điều hòa và đài FM nhé tí em sẽ đặt phần máy lên chúng ta sẽ kiểm, kiểm tra kỹ lưỡng hơn về phần máy ok và đây toàn bộ mặt toàn thờ tắp lô đây vẫn giữ nguyên được cái màu màu xanh của nó nhé màu đẹp sạch sẽ đó ok nói về tổng thành sơn thì toàn bộ xe toàn bộ phần cabin cũng như là xe thì toàn bộ sơn vẫn là sơn zin đây là màu sơn zin nguyên bản của cái mẫu xe này đây màu xanh của đội có sơn zin nguyên bản như thế này Đấy, sang bên góc này thì sẽ có một cái góc ánh sáng tốt hơn. Đây. Đây, đấy, màu sẽ như này nhá, màu sẽ như này. Nếu mà anh chị em thích đánh bóng hơn thì đánh bóng được, đánh bóng thì sẽ nó sáng màu lên ngay nhưng mà đây là cái màu sơn nguyên bản. Zin cả xe nên là em không có đánh bóng đi hay là chấm tỉa gì cả, vẫn đang nguyên bản nhá. Toàn bộ phần ba đờ sốc đây. Sơn của ba đờ cũng vẫn là sơn zin. Đấy, cũng vẫn đang là sơn zin. Đấy, toàn bộ phần ba sơn zin này xe cam kết cho bác không lỗi nhé đấy một cái mẫu xe tải cực kỳ đẹp trong tầm giá nhé hồ sơ cầm tay rồi rút hồ sơ rất là nhanh rồi về giờ giờ về chỉ việc ra tên thôi đó ok đi tới phần đây sang bên này mở đây. cửa bên này kiểm tra tự nhé đây toàn bộ phần cột đây đấy toàn bộ phần cột này đấy tắt đi cửa này hệ thống đèn kính này nói chung là xe cam kết cho các bác là không đâm va là không phải đắn đo lắm nhá Ok, tiếp tới chúng ta sẽ cùng đến với cả phần thành thùng cũng như là bửng thành của mẫu xe này. Với toàn bộ phần tôn thành thùng nhà máy, thùng các bửng thành thì mở được cả bao bửng. Mở được cả bao bửng nhé Đây, toàn bộ phần tôn thành thùng đây. Tôn thành thùng này. Đấy. Tôn thành thùng dập cho nhà máy này. Cái xe này thì vẫn có bạt nhé, bạt mới luôn. Bạt mới. Đấy, bạc mới em chưa mắc thôi. Chưa mắc nhá. Đó. <laughs> toàn bộ phần bửng thành đây. Sơn vẫn là sơn zin nhá. Sơn vẫn cũng đang là sơn zin luôn. Đấy, hàng đi bướm hàng trên này, hàng dưới này khung giữa này toàn bộ phần sơn này Đấy, sơn vẫn là sơn zin về phần sàn nhá đây nó phần sàn đây sàn sóng phẳng đẹp chiếc xe này thì chưa có lót sàn đâu Chú có gọi trở hàng quá là nhẹ nhàng đây sàn sóng phẳng đẹp nhá ok có dàn lốp thì uh, tương đối là mới nó khoảng tầm trên 70% phần trăm đây dàn lốp trên 70% phần trăm nhá toàn bộ phần lốp sơ cua thì vẫn còn có nguyên hai quả Đấy, còn nguyên này của lớp cua. Đây, Phần sàn đây. Không có mù mọt gì cả. Đẹp căng luôn nhé. không mù mọt. Không han gì gì cả. Đó. Ok. Tiếp tới thì chúng ta sẽ cùng đến với cả phần thùng của mẫu xe này. Vào phần thùng đây. Trước khi tới phần thùng thì toàn bộ phần bừng đít nhá. Sơn vẫn là sơn zin này. Đấy, sơn vẫn là zin này. Đấy, sơn vẫn là zin nhá. Sơn vẫn là zin. Có chỗ phần chỗ này thì họ quét sơn qua tí quẹt sơn nhẹ qua tí không đáng kể sơn con này sơn gì nó trên chín phần trăm nhé ok rồi tới phần sàn thì sao nhở như em có chia sẻ chiếc xe này thì chưa có lót sàn toàn bộ phần khung thành thùng này đều đẹp luôn anh chị em cũng có thể thấy rằng nhá sơn này đấy sơn vẫn là sơn zin nó có han gì nhỏ thực ra không đáng kể nhé những phần han gì thì không thể tránh khỏi rồi han gì nhỏ thôi sức sơn nhỏ nhỏ đấy qua thời sử dụng thì nó sẽ phải han một chút thôi ba bừng thành đều mở được sàn thì toàn bộ phần sàn sóng đẹp nhá sàn sóng đẹp này các mối sàn nó phẳng này nó không có bị lõm không có bị võng một chút nào cả đây đó một cái mẫu xe rất là đẹp cho cô chú anh xem tham khảo và ok bây giờ thì em sẽ à với đấy chia sẻ về cái kích thước này với kích thước lọt đồng thùng dài 3m25 rộng là 1m650 nhá Đấy, 1 m từ phần sàn lên thì cũng chỉ với chiều cao khoảng tầm 1m7. À, chưa thấy xô, các bác có thể xô lưng xô lên một tí nhé Đó ok. Và bây giờ em sẽ lật phần máy lên chúng ta sẽ cùng kiểm tra kỹ lưỡng hơn về phần máy của cái mẫu xe tải Kia K125 đời 2015, một cái mẫu xe đẹp nguyên bản này các bác nhá. Đến với toàn bộ phần cua lốp này. Đây. Toàn bộ phần cua lốp nhá. Các bác thấy này, nó đều đẹp này. Nó không có bị mọt này, không có bị chắp vá nhiều chiếc xe cái phần cốt lỗi bị mọt họ bả họ bịt họ chát rất là xấu Ý Như thế này thì đây đây là toàn bộ phần nguyên bản của nó đây đấy màu sơn vẫn thuộc màu sơn của cabin luôn toàn bộ phần bậc lên xuống này nó không có bị mọt gì cả như phần han gì nhỏ nhỏ này chứ không tránh khỏi nhé phần han gì nhỏ nhỏ thì không tránh khỏi được đây để góc này nhá đấy những phần han gì thì không được tránh khỏi quan trọng là nó không bị mọt những phần này, này đấy phần này đấy không bị mọt gì cả Đấy, bật lên xuống đẹp nhé. À, tiếp tới phần trục móc trung ồn đây. Vị trí trục móc trung ồn này đấy cũng còn nguyên, cũng còn nguyên luôn. Đó, ok. Bên lái như nào thì bên phụ cũng tương tự như vậy nhé. Tiếp tới chúng ta sẽ cùng đến với cả phần máy móc của mẫu xe này. Một cái máy, một cái chiếc xe có phần máy là khô giáo này. Toàn bộ phần này nó vẫn nguyên bản, nó chưa có ủ dầu chưa có sơn xi si gì cả vẫn đang là màu sơn nguyên của nó nhá đắp dành cò nó khô ráo này không thể dầu này Cái xe này thì máy móc vẫn còn nguyên bản nhá máy móc vẫn zin chiếc xe này mới vẫn zin đây tổ phần bơm này nó giữ nguyên được cái đây cái những cái vết bẩn nhá vết bẩn mà có thể xử lý được đây nhá đây những vết bẩn này có thể xử lý được này đấy màu bơm vẫn còn nguyên bản màu vẫn còn vẫn còn ánh lên cái màu vàng nhé đấy, chiếc xe này chưa củ dầu với về xong chưa củ dầu chưa dọn rửa gì cả nên là nó vẫn đang là hình trạng như này đó xe thì toàn bộ phần sắt si kiểm tra rồi nó không có dấu hiệu việc nứt vỡ không có dấu hiệu của việc hàn lại hay gì cả nhé đó ok có một phần cái thùng đây phẳng phiu chưa lót sàn chưa ốp gì cả nhưng vẫn phẳng phiu đẹp đều dành cho bác là thích sự nguyên bản và đó là chia sẻ về mẫu xe tải Kia K125 đời 2015, một mẫu xe tải 1 tấn 25 đủ. Đã rút hồ sơ, bạn nào mà đang quan tâm đến cái mẫu xe này thì kết nối với em. Máy móc nguyên bản, sơn zin nguyên bản, sàn sóng nguyên bản. Đầy đủ điều hòa rồi nhá. Hiện tại thì nó về đăng kiểm của mẫu xe này thì còn tới tháng 11 tháng 11 năm 2023. Đấy, tháng 11, năm 2023 nhá. Đó. Và mức giá em đang chia sẻ cho mẫu xe tải này với cái mức giá đó là 225 triệu đồng cho mẫu xe này 225 triệu đồng các bác nhé Vừa rồi là một cái video review chi tiết về mẫu xe tải Kia K125 đời 2015 Anh chị mà đang quan tâm cái mẫu xe này thì kết nối với em qua các số hotline là 0975 180 777 091 188 765 Em địa chỉ ở phố Giang Khánh, thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương, Thủy Nguyên Và ảnh sẽ em để sẽ để ở dưới phần bình luận so với các bài đăng chia tải chia sẻ trên Zalo cũng như là trên kênh Facebook nhé